Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Chơi là chạy, đặt là bay trên Traveloka. Hãy di chuyển và tìm cờ hiệu Running Man Việt Nam. Chơi là chạy. Anh em ơi, thật chân đề đó. Bàn phỏng vấn của tôi, lẽ ra hồi nãy tôi muốn phỏng vấn Liên Đức Phát và Diễm My, nhưng mà hai bạn đã đều từ chối, bắt ngôn trước dư luận. Nhưng mà tôi đã liên hệ với lại bên tổ hợp truyền thông giải trí Lan Ngọc để tôi phỏng vấn Lan Ngọc về cái động thái của Liên Đức Phát. Xin chào bạn Ngọc, bạn khỏe không? Hello, tôi khỏe. Hỏi là bạn thấy như thế nào về cái hành động mà lẽ là Liên Đức Phát đã thoát được chuông phạm thì phải tới cầm cái chai cài về đích, tại sao phải không cầm cái chai mà kéo Diễm My ra khỏi người chứ không? Đó là một hành động không cần thiết. Thế thì bạn nghĩ rằng đó là xuất phát từ chiến thuật hay là vì từ trái tim? Wow. Đối với cái kiểu hành động đó thì thật ra hồi nãy thì tôi đang quan sát hai bạn trong cái thùng đấy, xuất phát đang làm. Và câu hỏi này thì thôi nhé. Nhưng mà em nghĩ sao khi đại phát cứu em mà không lấy cái chai để đoạt giải? Chắc tại là phát thấy cái ngưng gấp đôi em, ngưng gấp đôi em, ngưng gấp đôi em. Em gấp đôi My, trong khi đó tôi thấy mọi người có thể coi lại là My đang ngồi đúng người đi em không? Chúng tôi xin phép không phát ngôn ạ. Liên hệ với luật sư với tôi. Liên hệ với luật sư với tôi. Vâng, thay mặt cho thân chủ của tôi xin phép được bào chữa hành động của thân chủ tôi qua giọng kể của chị Google. Có thể thấy ở đây đang diễn ra trận chiến khá ác liệt, không ai chịu thua ai. Chai khổng lồ lặng lẽ lăn. Hai đội sôi nổi vật nhau, theo quán tính thân chủ tôi nhanh chóng đến cứu đồng đội. Nhưng thân chủ tôi đã sớm phát hiện ra thứ mình cần để tâm lúc này là chai nước khổng lồ kia rồi. Ở đây thương bến, ba con đâu? Dạ ba con đâu, ba đi xe khác rồi. Ba con đây con ơi. Sorry. Con cảm giác như nào về đầu của ba? Dạ, may ra. Dạ, chú I know English only, translate, okay? Everyone. My dad. Mọi người, đây là một bài hát do em sáng tác ạ. Khi em lớn, vui biết bao vì được đi muôn nơi, không phải đi về nhà trước 10 giờ tối. Em lớn dần mà, khi em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh. Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn, em sẽ nhớ nó hơn bây giờ. Đời đời giống đôi bàn thơ, em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ, không phải ai bây giờ. Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có. Tình yêu như cánh chim trời. Tình yêu như cánh chim trời, vụt bay theo gió mãi trôi. Để bao thân nhắm thầm thiết tha vô bờ. Ngọc luôn, ngọc luôn. Đẹp khuya có thâu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trong chờ.
trôi hoài khát khao chờ mong. Bilagu cùng Z Uber không cần đợi. Điện thoại Vivo V23e selfie tự nhiên, tự tin nét riêng. Một buổi trời đầy nắng và dù gió nơi đến ta phiêu du. Dù là đời còn những cô đơn lang ca bộn bề, xâm nhập vào làn mây mình mà ta quên đi. Chị ôm, em cắn. Em mặc, chị cười. Dòng này là thật sự là My, là Phát thấy My rất là cố gắng nha. Ở dòng đầu là My mặc áo và leo lên rồi, tại vì Phát không thoát được cái dòng dây của những cái người kia, thì dòng này đúng là phải là gánh nặng của My. Xin lỗi My, dòng sau mình cố gắng hơn. Mình đã cố gắng hết mình. Mọi người nè, cái này là ai cạo hay ai cạo ai cắn nè mọi người, ráng máu lắm chứ. Nha, mới chơi ngày hôm nay đầu tiên thôi mà rất máu nha mọi người. Rét lắm luôn á mọi người. Cô gái này rất là máu lửa nha. Yên tâm rồi, ok giờ đi thay đồ chơi tiếp thôi. Cố lên Phát. Con đường sống. One more yeah, high five. Ok. Hả? Đang bị sốc á. Hồi sáng là bắt kia sốc, bây giờ là giật bị sốc lên tập 2, sắp 2 tập rồi. Hồi sáng bản tên chắc bé này đừng cái này là vừa lấy à, vừa nãy em mặc cái áo rồi, xong rồi anh run cho đầu vào nữa cái lực sao vui là được. Vậy không đi về tắm không? Chơi là chơi hơi đâu lo ai buồn, mở cửa ra nhưng mà ta sẽ hoa quá kiếm ngã hay là sao không lấy chạy thật nhanh nhưng quên nhìn hoa khi nhập vai ai hóa thân liền. Chị hồi nào cái đứa đầu vô đúng không? Đúng ảnh đưa cái đầu vô chém luôn ngang cổ, nhưng mà mọi người xem cái cổ ai đỏ thôi. Đúng rồi, tại cái này là vun cái nhả đầu mày ra cho Hà bớt đau có gì nè. Em là dưới này ừ dài không ơi, nó giật bụng lên nguyên cái bụng trắng héo như sao mà không buông, mày không buông, mày cái cổ quá, nó quá là chặt. Nhưng mà cũng không thắng hả? Thắng em không được đi trái tim. Hãy kêu đến được cái bánh màu vàng đi.